Tập đoàn ô tô của Mỹ là Ford vừa chính thức ra mắt mẫu xe sang thương hiệu Lincoln Continental với tham vọng nhắm đến thị phần tiềm năng tại Mỹ và Trung Quốc. Trong buổi ra mắt mẫu xe sang mới, đại diện thương hiệu Lincoln của Ford cho biết doanh số bán xe của thương hiệu này trong năm 2015 đã vượt qua kỳ vọng. Ước tính đến cuối năm 2016, Lincoln sẽ tiếp tục mở rộng thêm 66 đại lý phân phối trên toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc được nhắm đến là một trong những thị trường tiềm năng bậc nhất. Tại thị trường Trung Quốc, thương hiệu Lincoln còn mạnh hơn cả Lexus hay Audi, thậm chí những dòng xe sang của chúng tôi còn bán ở mức giá cao hơn những thương hiệu này. Năm 2015, thị trường Trung Quốc tiêu thụ 11.000 xe thương hiệu Lincoln, trong khi doanh số tại thị trường Mỹ cũng tăng hơn 7% so với năm 2014. Lincoln Continental ra đời với tham vọng tiếp tục khả năng cạnh tranh ở phân khúc xe sang tại thị trường Mỹ và Trung Quốc, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đối thủ lớn nhất là BMW. Tập đoàn mẹ Ford kỳ vọng đến năm 2020, doanh số của thương hiệu Lincoln sẽ tăng gấp 3 lần so với năm 2013, tức đạt mốc tiêu thụ 300.000 xe trên toàn cầu.